muốn nói Thôi anh bị khùng quá. Không được, nhưng cái nói giờ đấy là chị có lỗi không? Thế rồi thì nữa. Mày ấy cái gì đó? Xạo à. À, xin chào mọi người, mình là Lúc Vân. Hôm nay mình làm cái video này là có một cái thử thách cũng như là một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ dành cho năm bạn nam. Đặc biệt là năm bạn này thì là mỗi bạn có một cái ngành nghề khác nhau. Để mà biết được cái thử thách đó là gì thì các bạn hãy cùng xem video nha. Xin chào các bạn, mình tên là Peter B. Mình tên là Kim Hải. Ta là Vương Đại Trì. Và mình là Minh Mớm. Ngày hôm nay mình có một cái thử thách cũng rất là khó khăn, khó nói, rất là dễ thương của Hennessy. Đó là gọi điện thoại cho bạn gái của mình và nói những cái điều mà từ trước giờ mình chưa bao giờ, chưa một lần dám nói, khiến cho bạn gái của mình nói những cái lời yêu thương đối với mình. Cái người bạn gái của mình không có biết chuyện này thì mong là sẽ an toàn. Để xem là vợ của mình dành tình cảm như thế nào dành cho mình sẽ có nhiều cái gọi là bị sốc một chút, nên là mọi người coi, mọi người đừng có ném đá nha. Ok, một lo ngoài cho các bạn nghe. Giờ này chắc cho con bú rồi. Lần đầu thất bại rồi, chắc là bạn gái mình đang bận gì đó, mình thử lại lần hai xem sao. Alo em ơi, anh nè. Sao? Alo vợ hả? Vâng. Alo, em đang làm cái gì ạ? Em đang làm cái gì ạ? Đang phải là nhà làm cô. Đang giặt đồ cô hả? Ừ, đừng có mở lo cho người xung quanh nghe nha, không cho ai nghe nha. Thôi, cái nhà mình ai nghe rồi mà ai nghe hả? hồi nãy á, anh đi ăn sáng, xong cái anh đi cô bói. Nhưng hôm nay chồng muốn nói vài thứ với vợ. Hai mình quen nhau bao lâu rồi? Hôm qua tự nhiên anh nhớ em quá. Tới giờ mình quen nhau cũng 10 tháng rồi, cũng gần năm rồi. Cái gì anh bị gì vậy? Từ ngày quen nhau đến giờ chồng chưa tỏ tình vợ bao giờ đúng không? Thế rồi gì nữa? Rồi em có muốn làm má của những đứa con anh không? Không. Em có nhớ anh không? Nhớ anh hả? Rồi xong mới nói anh là bây giờ nếu mà con về con hỏi người yêu con á, mà người yêu nói là người yêu dám nói yêu con 10 lần thì người yêu con yêu con thiệt. Em dám nói không? Đó, anh đi khùng quá. Có phá nó đi làm mà giờ này ngồi nó nhãn đây nữa. Hôm nay em con có cái lụng hay là ngồi lụng hay ăn lụng lụng cho anh không? Tỏ tình với anh đi. Tỏ tình với anh muốn nói gì? Em không muốn tỏ tình đâu. Em nói yêu anh đi. Em yêu anh không? Ôi anh phù quá, tự nhiên cái nói giờ. Phải nói đi trời. Nói cho ta vui cũng được gì trời. Nói sao ta? Đấy là chị có lỗi không? Quên đi, làm gì chuyện đó. Em phải nói yêu anh thì anh mới có thể tỏa sáng được. Thì anh thích em. Điện quá à. Chồng thương vợ, chồng hứa dành sắp tới sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm cho vợ, quan tâm vợ hơn. Chồng yêu vợ, chồng yêu vợ, chồng yêu vợ. Nếu vợ nói lại với chồng đi. Vợ nói lại với chồng đi. Nãy giờ mấy người cố là tôi ghi âm hết rồi đó thầy. Ghi âm hết rồi. Em yêu anh à? Nói rõ rõ nha. Em yêu anh, 2, 3. Tôi kêu nói anh yêu em, I love you làm gì, tôi đâu có cần tiếng Anh. Người ta người Việt mà. Nói 10 lần anh yêu em, lộn, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Nói giùm tôi đi, trời, sắp đi làm rồi trễ rồi nè. Thôi mệt anh quá, em ra, mới 4 lần à. 4 lần hả? Rồi được. Em đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bye bye. Được rồi, anh sẽ có quà tặng cho em. Vậy thôi nha. Để em chuyển quà qua cho vợ ha. Coi như là quà ra mắt tỏ tình ha. Ừ, chồng thương vợ. Vậy đi. Không có, bị gì phải không?
không ý đâu bị đâu. Ừ nha, chồng thương vợ, chồng làm gì xong chồng gì sớm vậy giờ gian nha. Vợ lại bị chồng lừa nữa rồi, lúc nào vợ cũng bị chồng lừa hết á. Thực ra cái cuộc điện thoại nãy giờ chồng gọi cho vợ á đã được ghi hình lại rồi, và đó sẽ là một cái video clip đó gọi là một cái sắc màu tình yêu mà chồng muốn gửi đến cho vợ. Chồng muốn gửi gắm cái lời tỏ tình mà chồng chưa bao giờ nói ra đến vợ. Đừng có giận anh, nếu mà em có lỡ coi cái này thì cũng đừng có giận anh, tại vì nó là những điều anh muốn chia sẻ thật sự. Đó là những gì mà anh dành cho em và những lời nói chân thật nhất mà anh dành cho em. Thì cảm ơn cái Hennessy rất là nhiều vì qua chương trình này để cho Thanh có thể bộc lộ được cái tình cảm của mình dành cho người vợ yêu quý của mình. Chồng biết cũng như lúc chồng bận có thời gian dành cho vợ cho nên khiến cho vợ buồn tự kỷ, thì mỗi lần mà vợ giận chồng á thì vô lên nè, thấy lên nè không, đúng rồi, đây là nơi mà cất giữ cái clip sắc màu tình yêu mà chồng dành cho vợ. Mốt mà lỡ mỗi lần mà chồng giận chồng đi quay sai làm phim sai gì đó thì vậy vô đây nè, vô đây coi hết giận chồng khỏi mấy tê tự kỷ. Dạ bye. I love you. Không chỉ là chất giọng, Hennessy còn đem đến sắc màu giọng nói độc nhất của bạn. Cái gì nữa? Nè, ngày mai đi mua cái khung đi, rồi lòng vô cho tôi.